tí nào. Có đây à? Nhà này có chứ. Anh sao lại lên TV mà? Sao lại lên TV nhá? Thế thì xấu hổ lắm, thế thì không được. Kênh kênh YouTube. Sao lại anh cứ bí mật video cho cô xem trên TV nhà mình đây. Hãy cô gần trang điểm lại tí không? Sơn Martin, nơi niềm tin tỏa sáng. Em chào anh. Chào em. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Hưng Martin. Hôm nay xin mời mọi người theo chân tôi đến thăm nhà phân phối Hưng Hà trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Anh Hưng, hôm nay chúng tôi trao thưởng anh chương trình khuyến mại của tháng 6. Vì thời gian dịch bệnh nên là anh em hôm nay mới được gặp nhau. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của hãng Sơn Martin Việt Nam. Tôi là Hưng, là nhà phân phối của hãng Sơn Martin trực tiếp tại Lào Cai. Thì được sự sát cánh cùng với anh em công ty Sơn Martin và bên lãnh đạo công ty thì hôm nay là rất vinh dự là được nhận phần quà. Đó là phần tri ân của công ty dành cho nhà phân phối của chúng tôi. Tôi xin tất cả cảm ơn lãnh đạo cùng anh em kỹ thuật công ty. Cảm ơn anh. Anh ơi, trong năm dịch bệnh Covid như này thì tình hình kinh doanh của mình có gặp khó khăn gì không anh? Thực sự ra là năm Covid vừa rồi thì cũng rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng mà bên nhãn Sơn Martin cũng như kiểu là nhà phân phối của tôi thì cũng đã vượt qua được những cái khó khăn đó để đẩy mạnh cái thị trường Sơn đạt được cái doanh số và cái chỉ tiêu đề ra. Vâng, xin cảm ơn nhà phân phối. Dạ vâng. Và chúc anh sức khỏe, thành công. Vâng, cảm ơn. Xin chào, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Cô xem trên TV nhà mình đây. Cái cô gần trang điểm lại tí không? Ừ, đúng rồi.